Sau thành công vang dội của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại đấu trường nhan sắc thế giới, Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã chính thức được khởi động. Với sức nóng từ Miss Grand International, Miss Grand Việt Nam 2022 nhanh chóng gây bùng nổ truyền thông và trở thành cuộc thi nhan sắc được quan tâm bậc nhất. Miss Grand Việt Nam 2022 bám sát format mặt quốc tế nhằm tìm ra cô gái hội đủ những tiêu chí trở thành Miss Grand Việt Nam 2022 và sẵn sàng mang chiếc vương miện quốc tế tiếp theo về cho đất nước. Trong đó, National Costume, các trang phục văn hóa dân tộc là một phần thi vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là nơi để các thí sinh thể hiện kỹ năng trình diễn, mà còn là một sân chơi để các bạn trẻ thể hiện sự sáng tạo và niềm đam mê thời trang. Ngay từ khi vừa phát động, phần thi National Costume đã nhận về hàng trăm mẫu thiết kế từ các bạn trẻ trên khắp cả nước. National Costume ngày càng mở rộng hơn. Nó không chỉ là gắn với những cái trang phục gọi là mang tính chữ ký của từng dân tộc, mà nó sẽ có những cảm hứng về những chất liệu về văn hóa, du lịch, nghệ thuật, những giá trị về ẩm thực, về cảnh quan, danh thắng. Và đặc biệt là có những cái nó mang cái hơi thở của cuộc sống. Chúng tôi làm phần thi này dưới dạng truyền hình thực tế để giúp cho các mentor có thể thể hiện cái kinh nghiệm của mình đối với những cái đàn em đi sau. Và đó là một cái tiến trình để giúp cho quá trình sáng tác những bộ biểu diễn về văn hóa dân tộc được hoàn thiện hơn, chuyên nghiệp hơn qua từng năm. Trước khi bước vào vòng loại và gặp gỡ chủ nhân của những bản vẽ, ban tổ chức cùng các mentor đã có buổi gặp gỡ, trao đổi để chọn lựa ra những bài dự thi hợp lệ. Đó đây, bạn này. Hai bộ thôi, hai bộ trước tốt hơn. Chỉ cần nhìn những số tuổi là biết có kinh tế hay không, để bổ sung được. Được tổ chức hoành tráng theo cấu trúc truyền hình thực tế, cùng dàn mentor dày dặn kinh nghiệm, National Costume hứa hẹn sẽ là một phần thi bùng nổ và mãn nhãn cho giới mộ điệu thời trang và sắc đẹp. Xin chào đón người dẫn chương trình đêm nay, MC Thiên Vũ và Miss World Việt Nam 2019, Hoa hậu Lương Thùy Linh. Xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ladies and gentlemen, welcome to Miss Grand Vietnam 2022. Thùy Linh và Thiên Vũ rất vui khi được gặp lại quý vị trong chặng đường tiếp theo của Miss Grand Việt Nam 2022 trong đêm thi trang phục văn hóa dân tộc National Costume Show. Vâng thưa quý vị, chương trình đang được diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh và đang được live stream trực tiếp trên các nền tảng fanpage, YouTube và TikTok của Miss Grand Việt Nam. It's our great pleasure to see all of you here in the next journey of Miss Grand Vietnam 2022, the National Costume Show, live stream on fanpage, YouTube and TikTok of Miss Grand Vietnam from Phú Thọ Stadium, Ho Chi Minh City. Vâng thưa quý vị, phần thi National Costume luôn là một trong những phần thi vô cùng sôi động của Miss Grand International. Đây không chỉ là phần thi sẽ giúp mỗi thí sinh có thể khoe được vẻ đẹp về văn hóa, truyền thống, con người, thiên nhiên, cũng như là các điều đặc biệt của quốc gia mà mình đang đại diện qua những trang phục được thiết kế vô cùng đặc biệt, mà còn là phần thi sẽ tạo nên những điểm nhấn, những ấn tượng mạnh cho những fan sắc đẹp trên toàn thế giới. Bám sát với format của cuộc thi Miss Grand International, nhận định trang phục văn hóa dân tộc không chỉ là phần thi hấp dẫn mà còn là sân chơi đậm chất sáng tạo nghệ thuật. Ban tổ chức của Miss Grand Việt Nam 2022 đã tâm tư tổ chức phần thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc National Costume nhằm tạo điều kiện cho tất cả các nhà thiết kế trong cả nước có thể tham gia, đồng thời giúp cho tất cả các thí sinh của Miss Grand Việt Nam 2022 có cơ hội được tiếp cận và trình diễn những bộ trang phục vô cùng đặc biệt trong đêm thi ngày hôm nay. Và như ban tổ chức của cuộc thi đã thông báo trước đó, chúng tôi sẽ chọn ra top 3 thiết kế ấn tượng nhất để trao các giải thưởng. Giải nhất trị giá 20 triệu đồng, giải nhì trị giá 15 triệu đồng và giải ba trị giá 10 triệu đồng. Top 3 thiết kế thắng giải sẽ thuộc quyền sở hữu của Miss Grand Việt Nam.
Và một trong số ba thiết kế này sẽ được lựa chọn để tân hoa hậu của Miss Grand Việt Nam 2022 trình diễn trong phần thi National Costume trong cuộc thi Miss Grand International 2022 sắp tới. Và hai thiết kế còn lại sẽ tiếp tục được trình diễn trong các cuộc thi quốc tế tiếp theo do Sen Vàng Entertainment nắm giữ bản quyền. Và vâng thưa quý vị, nhà thiết kế sở hữu trang phục được chọn sẽ cùng đồng hành với đương kim Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên và tân hoa hậu Miss Grand Việt Nam 2022 tại vòng chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2022 sẽ được diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Và đặc biệt, top 3 thiết kế chiến thắng cũng sẽ được góp mặt trong phần ghi hình Road to Miss Grand International 2022 của tân hoa hậu năm nay. Đồng thời, nhà thiết kế đạt giải nhất sẽ có cơ hội được chụp một bộ hình cùng với tân hoa hậu của Miss Grand Việt Nam 2022. Và kính thưa quý vị, bên cạnh các giải thưởng do ban tổ chức bình chọn, thì chúng ta còn có phần giải thưởng do chính quý vị khán giả bình chọn, People's Choice. Cụ thể, giải thưởng trang phục văn hóa dân tộc do khán giả bình chọn được tính điểm dựa trên lượt like và share cao nhất trên fanpage Miss Grand Việt Nam sẽ đem về cho nhà thiết kế chiến thắng giải thưởng 10 triệu đồng. Wow, vâng thưa quý vị, có thể thấy là ban tổ chức của Miss Grand Việt Nam 2022 năm nay không chỉ chú trọng mà còn thực sự rất đầu tư tâm sức vào phần thiết kế trang phục văn hóa dân tộc, đúng không thưa quý vị? Và để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu quý vị những sự hiện diện của các quý vị khách quý. Đầu tiên, về phía ban giám khảo Miss Grand Việt Nam 2022, xin được chào đón trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 1992, Ha Kiều Anh, trưởng ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn Miss Grand Việt Nam 2022, phó ban giám khảo. Các thành viên của ban giám khảo xin được trân trọng giới thiệu Miss Grand Việt Nam 2021, đương kim Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên siêu mẫu Anh Thư. Xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Đỗ Long. Xin được trân trọng giới thiệu giám đốc vận hành sản phẩm TikTok Việt Nam, ông Nicholas Pham. Và kính thưa quý vị, về phía ban giám khảo khách mời của Miss Grand Việt Nam 2022, chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt. Xin được trân trọng giới thiệu tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam, bà Trần Nguyễn Thiên Hương. Và tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Đức Hùng. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Lê Long Dũng. Xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Việt Hùng. Xin được trân trọng giới thiệu nhà sáng lập thương hiệu Linh Luxury, bà Lê Trúc Linh. Và kính thưa quý vị, Linh Luxury cũng là nhà tài trợ vương miện của cuộc thi. Và kính thưa quý vị, về phía ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, xin trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của Chủ tịch Miss Grand Việt Nam, bà Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời Chủ tịch Miss Grand Việt Nam, bà Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý lãnh đạo, quý khách mời cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi đêm thi trang phục văn hóa dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Miss Grand Việt Nam 2022. Chúng tôi thật sự là có rất là nhiều cảm hứng
từ những trang phục văn hóa dân tộc mà các thí sinh Việt Nam đã đem đi các đấu trường nhan sắc quốc tế, và chúng ta cũng đã nhiều lần có giải từ nhiều năm qua. Đó là một cái nguồn cảm hứng lớn lao để chúng tôi kết hợp với các nhà thiết kế trẻ, các sinh viên từ các trường đại học về thiết kế, về mỹ thuật để tham gia cùng chúng tôi dự án này. Và thật sự rất là bất ngờ khi chúng tôi nhận được rất nhiều những thiết kế từ các bạn. Có những bạn thí sinh sinh những năm còn rất là trẻ, 2004, 2003, thậm chí có những bạn sinh 2005. Thật sự là các bạn đã làm cho chúng tôi cảm thấy là chưa bao giờ văn hóa dân tộc mình lại đẹp đến như thế. Từ những điều rất là bình thường bên cạnh chúng ta, có khi chúng ta không để ý đến, nhưng mà qua bản vẽ của các bạn thì nó trở nên đầy màu sắc. Và tôi tin rằng là đêm nay tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy mình trong đó, thấy mẹ, thấy bà, thấy gia đình mình trong đó. Có những miền ký ức sẽ quay trở về khi mà chúng ta cùng xem những bộ thiết kế rất là độc đáo, rất là gần gũi, bình dị. Chúng ta có thể thấy hồn của văn hóa Việt Nam từ mũi Cà Mau cho đến miền núi rừng Tây Bắc. Và tôi nghĩ rằng là các mentor ngày hôm nay đã đầu tư rất là nhiều thời gian để giúp chúng tôi có những bộ trang phục văn hóa dân tộc đẹp như vậy. Xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các nhà thiết kế trẻ, cảm ơn tất cả các khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn tất cả các phóng viên, nhà báo, các nhà tài trợ đã tham gia đêm nay. Và mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau có một đêm thưởng thức trang phục văn hóa dân tộc thật là vui và thật là nhiều kỷ niệm, thật nhiều ký ức. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn Chủ tịch Miss Grand Việt Nam bà Phạm Kim Dung và các thành viên ban giám khảo, khách mời. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiến về vị trí chỗ ngồi của mình để tiếp tục theo dõi chương trình. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời doanh nhân, kỷ lục gia Trần Văn Mười, đại diện đơn vị tài trợ National Costume Show Miss Grand Việt Nam 2022 sẽ tiến lên sân khấu phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khán giả đang xem đêm trang phục của Hoa hậu Hòa Bình đêm nay, tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng ban tổ chức và công ty Sen Vàng. Hôm nay tôi cũng rất vui mừng là được các bạn sẽ biểu diễn bài Con Cháu Vùng Toàn Cầu do tôi sáng tác. Bài thơ đã được Trung ương Hội Kỷ lục gia tặng là Kỷ lục Việt Nam và đã được phát trên 176 quốc gia. Qua đây tôi muốn gửi một thông điệp đến tất cả bạn bè và những người Việt Nam trên toàn cầu: lúc nào chúng ta cũng chung một nhịp đập, một con tim là con cháu vùng toàn cầu, để chúng ta cùng nhau xây dựng quê hương đất nước Việt Nam giàu mạnh hơn. Và cũng qua đây tôi muốn gửi gắm một thông điệp tới các bạn thí sinh sẽ, và mỗi người chúng ta sẽ nghe bài hát lúc nào cũng thấy trong mình có một niềm tự hào dân tộc, và niềm tự hào đó sẽ truyền cảm hứng cho các em thí sinh đi thi đấu trường nhan sắc quốc tế, sẽ là một động lực giúp các em tỏa sáng, đem vinh quang về cho nước nhà. Và qua đây cho phép tôi gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức công ty Sen Vàng và kính chúc quý vị khán giả cùng các em luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ tới từ doanh nhân, kỷ lục gia Trần Văn Mười. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đơn vị, nhà tài trợ và đồng hành cùng với Miss Grand Việt Nam 2022. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Bắc Hải, Chủ tịch VIA Group, công ty đại diện thương hiệu Elastan Collagen cao cấp số 1 tại Đức. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nhật Kim Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Aura Sunshine, nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ nước hoa chính thức, đồng thời là nhà tài trợ chuỗi dự án nhân ái chuyên cảm hứng. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Thái Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quy Phúc, đối tác chiến lược. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trịnh Tuấn, đại diện Shin Group, nhà tài trợ thẩm mỹ và spa. Và một lần nữa xin được giới thiệu ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Công ty Nhà đất Nhân Mười, nhà tài trợ National Costume Show Miss Grand Việt Nam 2022. Xin được trân trọng giới thiệu
bà Bùi Thị Bích Duyên, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Bell Group Hospitality, nhà tài trợ chuỗi dự án nhân ái Chuyên Cảm Hứng. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Ngân, Giám đốc chi nhánh miền Nam, Công ty Cổ phần Pivot Việt Nam, Cổng Bình Chọn, chính thức. Mr. James Michael Kurser, Deputy CEO, Sun Kim Retail, đại diện thương hiệu Vera, nhà tài trợ Bikini chính thức. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón sự hiện diện của ông Trần Trung Nghĩa, đại diện thương hiệu nha khoa quốc tế Jet Dentist, nhà tài trợ nha khoa. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Hiếu, đại diện Power English, đơn vị huấn luyện tiếng Anh. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của bà Nguyễn Hoàng Như Thảo, Cluster Marketing Manager, Wing Hotels, đơn vị tài trợ lưu trú. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Giám đốc Marketing nhãn hàng Vio, đơn vị tài trợ sữa chua uống. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Tô Thanh Tân, nhà sáng lập thương hiệu S Flores, đơn vị tài trợ hoa tươi. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phan Mỹ Nguyên, Founder and CEO, thương hiệu Nail Stick, đơn vị tài trợ nail. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng chào đón bà Trần Ly Bắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Louis Home, đơn vị tài trợ sản phẩm Detox. Xin được trân trọng giới thiệu các đơn vị hỗ trợ dịch vụ, ông Phạm Ngọc Đăng Khoa, đại diện thương hiệu Trời Trang Cream. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Hải Đăng, đại diện truyền thông du lịch Việt. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, đơn vị hỗ trợ phụ trang, trang sức. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Việt, National Sales Manager, Công ty Cổ phần Goody Group, nhãn hàng thức uống Lên Men Star Kombucha. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Bạn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn phân phối các nguyên liệu gia vị hủ tiếu Nam Vàng Thành Đạt. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Lê Ngọc Liễu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hương Thành. Và xin được chào đón sự hiện diện của tất cả các anh chị phóng viên báo đài cũng như tất cả các quý vị khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream tại nhà. Xin một lần nữa chào đón tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, phần thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc đã được ban tổ chức chúng tôi ghi nhận lại dưới dạng chương trình truyền hình thực tế phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube cũng như Facebook của cuộc thi thời gian qua và đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả dành tình cảm yêu mến cho Miss Grand Việt Nam. Và góp phần tạo nên thành công đó không thể không kể đến những nỗ lực của 6 mentors đã vô cùng quyên lực và nhiều kinh nghiệm, những người đã trực tiếp đóng góp, tuyển chọn và theo sát quá trình tạo nên từng bộ trang phục. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ, một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chào đón 6 mentors phân thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc Miss Grand Việt Nam 2022. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Tín Thái. Tiếp theo xin được chào đón nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Hãy cùng chào đón mentor tiếp theo, nhà thiết kế Brian Võ. Xin được chào đón nhà thiết kế Vũ Việt Hà. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón nhà thiết kế Vân Thành Công. Xin được cảm ơn 6 vị mentor và xin mời các mentor chúng ta hãy cùng quay trở lại vị trí chỗ ngồi để tiếp tục theo dõi chương trình. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, đã có được một cái nhìn tổng quan về phần thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc, đặc biệt là phần tuyển chọn thí sinh nhà thiết kế tham dự đã diễn ra trong thời gian qua. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình của sân khấu để cùng theo dõi một đoạn phim ngắn được trình chiếu ngay sau đây. Lần đầu tiên tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, phần thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc đã tạo sân chơi tuyệt vời cho các nhà thiết kế trẻ.
Những ý tưởng độc đáo, đầy tính nghệ thuật và văn hóa dân tộc đã được truyền tải thông qua hơi thở của thời trang. Những thiết kế sáng tạo, ấn tượng, độc đáo. Sáu huấn luyện viên cũng đã có màn ra mắt đội ấn tượng. Các huấn luyện viên cũng đã chọn về cho mình những thí sinh Miss Grand Việt Nam, những người sẽ thể hiện các bộ trang phục này một cách tuyệt vời nhất. Những diễn biến vô cùng hồi hộp và đầy hấp dẫn trong phần thi trang phục văn hóa dân tộc đã được phát sóng và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của các fan hâm mộ sắc đẹp và thời trang. Đêm thi trang phục văn hóa dân tộc National Costume hứa hẹn sẽ là một đêm trình diễn đầy mãn nhãn và rực rỡ sắc màu. Tất cả các huấn luyện viên và nhà thiết kế đang gấp rút chuẩn bị cho những bộ trang phục được thiết kế kỳ công. Thiết kế nào sẽ trở thành trang phục văn hóa dân tộc xuất sắc nhất? Hãy cùng chúng tôi chờ đợi chiêm ngưỡng. Kính thưa tất cả quý vị, ngay bên cạnh Thiên Vũ đây chính là các thành viên của ban giám khảo khách mời của đêm thi National Costume trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Việt Nam 2022. Và xin được kính chào nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt. Dạ vâng ạ, đến với đêm thi National Costume, một đêm thi rất là đặc biệt. Thì không biết là nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt có cảm xúc như thế nào ạ? Là một người làm báo và cũng từng tham gia vai trò giám khảo của nhiều cuộc thi người đẹp. Hôm nay tôi đến đây rất là hào hứng để theo dõi cuộc thi trang phục văn hóa dân tộc. Tôi cho đây là một cái nét rất là đặc sắc và sáng tạo của ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam. Trong rất nhiều cuộc thi thì Miss Grand Việt Nam đã nổi lên như là một cái cuộc thi được chú ý với một cái ban tổ chức rất là chuyên nghiệp và số lượng thí sinh đông đảo. Các em được khuyến khích mang lại những cái không khí mới, những cái năng lượng mới, đặc biệt là thể hiện cá tính sáng tạo của mình. Chính vì vậy mà cuộc thi trang phục văn hóa dân tộc là cơ hội để các thí sinh tỏa sáng, đồng thời là để những cái nhà thiết kế trẻ của chúng ta. Chúng ta thấy là văn hóa của chúng ta nó là một cái kho tàng rất là phong phú, rất là rộng lớn. Nó là một thách thức nhưng mà đồng thời nó cũng là cái nguồn cảm hứng vô tận để cho các nhà sáng tạo trẻ. Và khi trang phục ra đời thì lẽ dĩ nhiên vẫn phải có những người đẹp, vâng, đem những trang phục ấy đến công chúng, thể hiện cái vẻ đẹp của nó, mang sức lan tỏa đến và làm cho văn hóa của chúng ta ngày càng được biết đến, ngày càng được cảm nhận. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt ạ. Còn bây giờ thì Thiên Vũ xin phép được đặt câu hỏi cho nhà thiết kế Lê Long Dũng ạ. Dạ vâng ạ, với cương vị là một nhà thiết kế, đồng thời là thành viên của ban giám khảo khách mời trong đêm nay thì không biết là nhà thiết kế có trông đợi gì, mong chờ gì trong những phần thi sắp sửa diễn ra của các thí sinh của chúng ta. Vâng, quý vị ạ, xin cảm ơn quý vị ban giám khảo và toàn thể khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thì hồi nãy lúc mà Dũng đi vào trong hậu trường và sân khấu, khi mà mình lướt qua các bạn, khi mà thấy những tác phẩm thì thực sự mà nói là trong lòng mình có rất là nhiều cái cảm xúc. Vì đó là một cái cảm xúc là 4.000 năm lịch sử của văn hóa dân tộc Việt Nam ta đã ẩn hiện ở đây. Và Dũng không dám quan sát gần hơn vì mình muốn dành cảm xúc thật sự trọn vẹn và bùng nổ để lại cho sân khấu. Rất cảm ơn công ty Sen Vàng và Hoa Miss Grand Việt Nam đã tạo ra một sân chơi để chúng ta có thể thấy được một thế hệ thiết kế đã nối tiếp những truyền thống tốt đẹp của cha ông như thế nào. Để tối đêm nay chúng ta vinh danh 4.000 năm lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam. Một cảm xúc tự hào. Dũng cảm ơn mọi người vì tất cả. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà thiết kế Lê Long Dũng. Còn nhà thiết kế Việt Hùng thì sao ạ? Anh mong chờ điều gì trong đêm nay ạ? Lời đầu tiên cho phép Hùng xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây nhà thi đấu Phú Thọ cũng như đang theo dõi trên sóng live stream. Với một người đã chọn áo dài nói riêng và trang phục dân tộc Việt Nam nói chung thì đây là một trong những hoạt động mà Hùng nghĩ rằng Hùng rất quan tâm và
và Hùng đánh giá rất là cao, cũng giống như là dành sự theo dõi rất là nhiều. Với Hùng thì các bạn trẻ sẽ thể hiện được mình ở nhiều góc cạnh, nhưng với trang phục văn hóa dân tộc thì nó có một không gian riêng, không gian văn hóa dân tộc. Và có tạm gọi đó là một cái vùng trời, mà vùng trời rất là bình yên. Các bạn sẽ bay trong cái vùng trời đó, trong cái nền tảng văn hóa Việt Nam đó. Và Hùng hy vọng rằng tối hôm nay với tài nghệ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, một người rất là yêu sân khấu và rất là tâm huyết với nghề, thì Hùng hy vọng rằng sẽ làm cho sân khấu Midgrand Việt Nam 2022 thực sự tỏa sáng và lung linh, và Hùng Việt, dân tộc Việt, chất Việt sẽ được tung bay. Không chỉ trong không gian nhà văn đấu sở nhà sân khấu Thí Phọ, mà còn sắp tới ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn nhà thiết kế Việt Hùng. Chúng tôi cũng rất mong chờ điều đấy đấy ạ. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những phần thi chính thức của đêm nay, ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với ca khúc Nhất Chi Mai, được thể hiện qua giọng hát của nữ ca sĩ Lona Kulon. Một nhành mai,
Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Lona Kulon và vũ đoàn Sắc Màu đã mang đến một phần trình diễn với ca khúc Nhất Chi Bài vô cùng ấn tượng ạ. Và quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng gặp gỡ những thí sinh Miss Grand Việt Nam 2022 trong trang phục văn hóa dân tộc chưa ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng, và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đầu tiên đến từ Mentor, nhà thiết kế Tính Thái. Huấn luyện viên Tính Thái. Xin được chào đón trên sân khấu trang phục đầu tiên đến từ team của Mentor Tính Thái. Let's welcome the first costume from Mentor Tính Thái's team. Và trên sân khấu lúc này là Miss Grand Vietnam 2020, top 20 Miss Grand International 2020, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, trong trang phục của Bùi Thế Lộc mang tên Giá Đồng Thiên Phủ, được khơi nguồn sáng tạo từ tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, một trong những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh vào năm 2016. Ladies and gentlemen, striding on the stage right now is Giá Đồng Thiên Phủ, inspired by the Vietnamese Garden Goddess worship and its practice, one of the representative intangible cultural heritages of humanity recognized by UNESCO in 2016. Bây giờ là trang phục mang tên Bèo Dạt Mây Trôi của CMET, được trình diễn bởi thí sinh Nguyễn Hải Âu, số báo danh 816. Bèo Dạt Mây Trôi được lấy cảm hứng từ bài hát dân ca Việt Nam cùng tên, kết hợp với vẻ đẹp của các liên chị trong dân ca quan họ, làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng, Bắc Bộ. Ladies and gentlemen, please welcome Bèo Dạt Mây Trôi. This costume is inspired by the Vietnamese folk song with the identical name, combined with the beauty of the sisters in Quan Họ folk song, a traditional kind of song in the Red River Delta, northern of Vietnam. Và xuất hiện trên sân khấu lúc này là trang phục của Nguyễn Văn Tâm mang tên Men Lam Bát Tràng, được trình diễn bởi thí sinh Vũ Như Quỳnh, số báo danh 273. Dòng gốm Bát Tràng có khởi nguồn từ xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trải qua bao thăng trầm của thời gian và biến đổi thị trường, gốm Bát Tràng vẫn tồn tại mạnh mẽ trong mạch ngầm của gốm xứ Việt. On the stage right now is the costume named Men Lam Bát Tràng. Bát Tràng pottery is named after the Bát Tràng commune in Gia Lâm district, Hanoi. Despite many ups and downs due to time and market changes, Bát Tràng pottery still remains a strong presence in the Vietnamese ceramics culture. Và tiếp theo trên sân khấu lúc này là trang phục đến từ Trần Anh Khoa mang tên Đi Tìm Lời Ru Nữ Thần Mặt Trời, do thí sinh Lê Minh Phượng,
Số báo danh 052 trình diễn. Trang phục được lấy cảm hứng từ những vạt nắng xuyên qua các cung đường đèo nhuộm sắc đỏ Ba Gian, cùng với vũ điệu truyền thống của dân tộc vùng cao Việt Nam. Currently on the stage right now is a costume called Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời. The costume is inspired by the sunlight rays passing through red-dyed basso passes, along with the traditional dance of a Vietnamese Highland ethnic group. Bây giờ chúng ta đang cùng nhìn ngắm bộ trang phục mang tên Non Xanh Nước Biếc của Nguyễn Duy Hậu, được thí sinh Trần Thị Thùy Trâm, số báo danh 232 trình diễn trên sân khấu. Bộ trang phục không chỉ mang ý nghĩa ngợi ca danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Việt Nam, mà còn truyền tải thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, kêu gọi sử dụng tài nguyên hợp lý đến cộng đồng, xã hội. Ladies and gentlemen, Non Xanh Nước Biếc. The costume is intended to honor the scenic beauty that nature has bestowed upon Vietnam. It also sends the message of environmental awareness to the community, encouraging the prudent use of resources. Và xuất hiện trên sân khấu là thí sinh Lê Thị Kim Huyền, số báo danh 526, trong trang phục của Trần Anh Khoa mang tên Đan Lưới. Trên nền tà áo dài truyền thống kết hợp với kỹ thuật đan lưới của người dân Vàng Chai, bộ trang phục mang những hình ảnh vừa quen thuộc, gần gũi nhưng vẫn thời trang độc đáo. Ladies and gentlemen, on the base of traditional áo dài, combined with the fisherman's knitting net technique, the outfit is called đan lưới, features images that are both familiar and close to home, while remaining fashionable and one of a kind. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Đà Nẵng Vũ Khúc Ánh Sáng của Nguyễn Minh Đức, do Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2016, Miss World Việt Nam 2016 Trương Thị Diệu Ngọc trình diễn. Bộ trang phục nhằm tôn vinh vẻ đẹp hiện đại nhưng không kém phần ấn tượng độc đáo của những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng, kết hợp cùng lễ hội pháo hoa quốc tế như một vũ khúc ánh sáng lung linh trên sông Hàn. Ladies and gentlemen, Đà Nẵng Vũ Khúc Ánh Sáng. The costume pays homage to the modern but impressive and one-of-a-kind beauty of Đà Nẵng's famous bridges, combined with the Đà Nẵng International Fireworks Festival, like a shimmering light dance on the Han River. Trong bộ trang phục mang tên Lãnh Mỹ A của Giang Đeo là người đẹp áo dài Miss World Việt Nam 2022 Đặng Thị Kim Thoa.
Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của lụa Lãnh Mỹ A, niềm tự hào xứ lụa Tân Châu, An Giang. Từng được ví như nữ hoàng của các loại tơ tằm, Lãnh Mỹ A được dệt từ thứ tơ hảo hạng và nhuộm với mũ trái mặt nưa theo phương pháp thủ công truyền thống. The outfit is inspired by the beauty of Lãnh Mỹ A silk, the pride of Chân Châu silk, An Giang. Preferred to the queen of all kinds of silk, Lãnh Mỹ A is woven from high quality silk and dyed with latex using traditional manual methods. Và bộ trang phục văn hóa dân tộc tiếp theo mang tên Trẻ Tre của Nguyễn Duy Hậu do thí sinh Vũ Thị Hà sẽ báo danh 3-3 năm trình diễn. Với thiết kế được sáng tạo dựa trên vẻ đẹp của cây tre Việt Nam, kết hợp với việc phô diễn sự khéo léo, tỉ mỉ người nghệ nhân Việt thông qua các sản phẩm đan lát truyền thống. Trang phục mang thông điệp tôn vinh những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Ladies and gentlemen, Trẻ Tre. The design is inspired by the beauty of Vietnamese bamboo. In addition, traditional wicker products also demonstrate the ingenuity and meticulousness of Vietnamese artisans. The custom carries the message of honoring cultural values and imbued with national identity. Và bây giờ trên sân khấu, chúng ta đang cùng ngắm nhìn Bạch Liên Vũ Thủy. Bộ trang phục văn hóa dân tộc của Lê Quang Thắng trình diễn bởi Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Miss Intercontinental Vietnam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Với ý tưởng được lấy từ hình tượng hoa sen trắng thanh tàu, Bạch Liên Vũ Thủy mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp của con người Việt Nam luôn vươn lên trong nghịch cảnh. Ladies and gentlemen, Bạch Liên Vũ Thủy, inspired by the ethereal white lotus image, conveys a message of honoring the beauty of Vietnamese people, always rising in adversity. Trang phục văn hóa dân tộc tới từ team Mentor Tín Thái đang được trình diễn bởi các thí sinh vòng chung kết toàn quốc Miss Grand Việt Nam 2022 và Á hậu Ngọc Thảo, Hoa Khôi Diệu Ngọc, Người Đẹp Kim Thoa và Á hậu Bảo Ngọc. Dạ vâng, một phần trình diễn đầu tiên rất là mãn nhãn đúng không quý vị? Và kính thưa tất cả quý vị, một lần nữa chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các thiết kế đến từ team của Mentor Tín Thái được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn Mentor Tín Thái, cảm ơn các người đẹp, các nhà thiết kế và các thí sinh đã tham gia trình diễn. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thiết kế của team Mentor thứ hai. Và đó là mentor nào? Cái tên sẽ được chúng tôi bật mí ngay sau đây trong đoạn phim ngắn. Xin mời quý vị. Đỗ Liên Viên Vũ Việt Hà.
thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu lúc này là trang phục đầu tiên đến từ team của mentor Vũ Việt Hà. Trình diễn trên sân khấu ngay lúc này là thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên, số báo danh 189, trong trang phục của Trần Hoàng Long mang tên Xếu. Bộ trang phục được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của loài xếu. Đi cùng với đó là thông điệp về hòa bình giữa con người và tự nhiên. Bởi lẽ nếu không có sự chung tay bảo vệ của con người, thiên nhiên có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. So, the costume is inspired by the beauty of the crane and it carries a message of peace between man and nature. Because nature may continue to be harmed in the absence of human protection. Trên sân khấu ngay lúc này là bộ trang phục mang tên Phượng Bảo của Nguyễn Văn Toàn, do thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang, số báo danh 305 trình diễn. Trang phục được lấy cảm hứng từ loài chim Phượng Hoàng, biểu tượng của vẻ đẹp cao quý và sức mạnh tiềm ẩn to lớn. Trong văn hóa Việt Nam, chim Phượng hay chim Phụng còn có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của con người. Phượng Bảo, the costume is inspired by the phoenix, a symbol of noble beauty and great hidden power. In Vietnamese culture, the phoenix also plays an important role in the spiritual life of people. Ngắm bộ trang phục tiếp theo mang tên Lâm Mộc Vệ Thần của Nguyễn Khánh Duy, được trình diễn bởi thí sinh Trần Tuyết Như mang số báo danh 345. Bộ trang phục được cảm tác từ chính những cánh rừng ngập mặn ven biển Cà Mau, quê hương của nhà thiết kế. Rừng ngập mặn không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển, chống xói mòn mà còn giữ cân bằng cho hệ sinh thái. And now, let's take a look at the costume called Lâm Mộc Vệ Thần. His hometown's mangrove forest served as inspiration. Mangroves not only protect the coast by preventing erosion, but they also have to maintain the ecosystem balance. The costume conveys a message of honor while also advocating for forest protection, because the forest protects our lives. Chào đón trên sân khấu ngay lúc này là trang phục của Khắc Hoàng mang tên Cốm, được trình diễn bởi thí sinh Lê Thị Hồng Hạnh, số báo danh 720. Trang phục được lấy ý tưởng từ cốm, một trong những món ăn dân dã thường được bán vào mùa thu tại Hà Nội. Cốm là thức quà vặt ưa thích, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân đất Tràng An xưa. Cốm, the costume was inspired by cốm, a rustic dish sold in Hanoi during the fall season. Cốm is a popular snack associated with many generations of people's childhood memories in the ancient Tràng An land. Quý vị đang được chiêm ngưỡng bộ trang phục mang tên Điệu Xòe Thương Nhau của Trần Thanh Tâm, được thí sinh Bùi Thung Hiền, số báo danh 182 trình diễn.
lấy ý tưởng từ xe Thái, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO ghi nhận. Đây là điệu múa tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng giá trị văn hóa, nghệ thuật về vũ đạo, âm nhạc, ca từ và văn hóa của cộng đồng người Thái tại Việt Nam. Điệu xòe thương nhau, inspired by xòe Thái, an intangible cultural heritage of humanity recognized by UNESCO. This is a beautiful dance that incorporates the artistic value of dance, music, lyrics, and the culture of the Thai community in Vietnam. Thưa quý vị, Trâm Kim Chi Phiến là tên bộ trang phục văn hóa dân tộc của Nguyễn Hữu Phước, được thí sinh Phạm Thùy Dương số báo danh 146 trình diễn. Thiết kế được sáng tạo dựa trên nghề làm quạt sừng, là nghề có tuổi đời gần 200 năm tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Kết hợp với vẻ đẹp uy nghiêm của hình tượng rồng thời Lý cùng họa tiết mây và hoa sen trong văn hóa tâm thức của người Việt. Trâm Kim Chỉ Phiến. The design is based on the profession of making fan horns, a craft village with a nearly 200-year history in Thạch Oai district, Hà Nội, combined with the majestic beauty of the Lý dynasty's dragon image, as well as the motifs of clouds and lotus flowers in Vietnamese culture. Trên sân khấu ngay lúc này là bộ trang phục mang tên Xuống phố Sài Gòn của Lê Hữu Nhân do thí sinh Đinh Thị Mỹ Ái số báo danh 426 trình diễn. Lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dạo phố trong trang phục chống nắng đầy màu sắc với các họa tiết được vẽ tay ngẫu hứng bởi những người phụ nữ trên phố Sài Gòn. Xuống phố Sài Gòn, inspired by the image of a girl walking down the street in brightly colored sun protection clothing with random hand banded motifs by women on Saigon streets. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhìn ngắm trang phục mang tên Mùa Hoa Hà Nội của Nguyễn Quốc Đạt, được trình diễn bởi thí sinh Nguyễn Anh Thư mang số báo danh 113. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam, mỗi mùa đi qua, Hà Nội lại mang một vẻ đẹp mới và khoác lên mình một chiếc áo hoa với nhiều màu sắc khác nhau. The costume inspired by the flower season in Hanoi. Vietnam's capital, Hanoi, has been around for a millennium. Hanoi adopts fresh attractiveness and dons a flower shirt in various colors with each passing season. Trang phục tiếp theo đến từ Nguyễn Đức Lương mang tên Ngày Xuân Vui Cưới. Bộ trang phục được trình diễn bởi thí sinh Trần Thị Khánh Linh mang số báo danh 119. Lấy cảm hứng từ sắc màu cùng những hình ảnh đặc trưng trong văn hóa cưới hỏi của người miền Tây,
Bộ trang phục không chỉ mang đến không khí vui tươi của một dịp lễ quan trọng diễn ra trong ngày đầu xuân, mà còn góp phần tôn vinh phong tục gắn liền với đời sống của người Việt Nam. Ngày xuân vui cưới, Happy Wedding! Inspired by the hues and traditional imagery of the Southwest Vietnamese wedding customs, the costume not only adds to the festive atmosphere of a significant event that occurs on the first day of spring, but it also helps to honor the tradition that are a part of Vietnamese culture. Một trang pháo tay cho Trúc Chỉ, trang phục văn hóa dân tộc thứ hai của Trần Thanh Tầm, do Á Hậu 1 Hoa Hậu Việt Nam 2020, Miss International Việt Nam 2022 Phạm Ngọc Phương Anh. Cảm tác từ dòng tranh Trúc Chỉ Huế, dòng tranh được ra đời dựa trên sự kết hợp giữa kỹ thuật sao giấy thủ công truyền thống và áp lực nước, kết hợp với chiếu xuyên, sáng tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo. Trúc Chỉ, inspired by Huế Bamboo Paintings, a line of paintings using traditional handmade paper and water pressure to produce a distinctive visual impact when combined with light penetration. Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhìn ngắm lại một lần nữa những trang phục văn hóa dân tộc đến từ team Mentor Vũ Việt Hà, được trình diễn bởi các thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Miss Grand Vietnam 2022 và Á Hậu Phương Anh. Đúng không quý vị? Phải nói là một sự sáng tạo, phải nói là quá hay của tất cả các nhà thiết kế trẻ của chúng ta với team của Mentor Vũ Việt Hà. Và một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn Mentor Vũ Việt Hà, Á Hậu Phương Anh, các nhà thiết kế và thí sinh đã tham gia trình diễn. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tới với những bộ trang phục văn hóa dân tộc tiếp theo, tới từ team Mentor Brian Võ. Xin mời! Đội huấn luyện viên Brian Võ. Chúng ta đang cùng nhìn ngắm trang phục đầu tiên đến từ team của Mentor Brian Võ. Let's take a look at the first costume from Mentor Brian Võ's team. Hoa sen, loài hoa mang vẻ đẹp thanh khiết, là nguồn cảm hứng để Thái Thùy Linh thực hiện bộ trang phục mang tên Liên Sắc, được thí sinh Đoàn Thiên Ân, số báo danh 369 trình diễn. Thông qua Liên Sắc, Thái Thùy Linh ngợi ca vẻ đẹp của loài hoa được xem như quốc hoa của Việt Nam. Ladies and gentlemen, Liên Sắc praise the beauty of Vietnam's national flower. It is the representation of the strong, resilient character and personality of Vietnamese people who always put in their best efforts, regardless of the circumstances.
vô cùng ấn tượng lúc này là bộ trang phục mang tên Mẹ Cò của Nguyễn Lê Vĩnh Tường do thí sinh Nguyễn Khánh Linh số báo danh 114 trình diễn. Lấy ý tưởng về hình ảnh con cò tạo tầng nuôi con trong ca dao tục ngữ Việt Nam, bộ trang phục truyền tải đi thông điệp nhân văn về công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ dành cho con cái. Ladies and gentlemen, the costume Mẹ Cò is making its impressive appearance on the stage right now. Inspired by the Vietnamese folklore and proverbs that deliver a meaning message regarding the merits to parenthood and the nurturing. Sải bước lúc này là thí sinh Dương Phạm Kỳ Duyên, số báo danh 081 trong trang phục mang tên Mùa Vàng của Nguyễn Lê Vĩnh Tường. Đây là thiết kế thứ hai anh mang đến Miss Grand Việt Nam lần này. Với cảm hứng sáng tạo được lấy từ chính sắc lúa chín vàng cùng hình ảnh tươi vui của người nông dân khi có một vụ mùa bội thu, hướng đến ca ngợi đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam trong lao động. Mùa Vàng outfit is created by Nguyễn Lê Vĩnh Tường. This is the second design he brought to Miss Grand Vietnam, illustrating the hue of ripe rice and the joyful picture of a farmer during a plentiful harvest, praising the positive traits of Vietnamese people. Dành một tràng pháo tay cho Hoa Lục Bình của Nguyễn Minh Siêu, được thí sinh Nguyễn Thị Diễm số báo danh 515 trình diễn. Lấy ý tưởng dựa trên sắc màu và vẻ đẹp bình dị của loài hoa lục bình mọc dại trên những dòng sông, vượt qua sông sâu nước xiết, cánh hoa lục bình mỏng manh vẫn khoe sắc tím đầy cuốn hút. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to the costume Hoa Lục Bình. Inspired by the vivid colors and uncomplicated beauty of floating water hyacinth and their ability to withstand strong water to continue their vibrancy. Trang phục văn hóa dân tộc tiếp theo được trình diễn bởi thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi, số báo danh 057 mang tên Cô Ba Bánh Xèo. Trang phục văn hóa dân tộc thứ ba của Nguyễn Lê Vĩnh Tường trong đêm nay lấy ý tưởng từ món bánh xèo, một món ăn ngon mang đậm phong vị ẩm thực của Việt Nam, cái tên xuất phát từ âm thanh khi đổ bánh. Ladies and gentlemen, Cô Ba Bánh Xèo. Inspired by the flavorful and authentic bánh xèo, a Vietnamese pancake delicacy. The name of this traditional cake is originated from the xèo made when the mixture is poured into the sizzling hot pan.
Xuất hiện trên sân khấu bây giờ là thí sinh Nguyễn Tâm Như, số báo danh 278 trong trang phục đến từ Aki Anh Tuấn, mang tên Cô Mắm Bảy Núi. Trang phục lấy cảm hứng từ mắm, một trong những món ăn đặc sản nước tiếng vùng Bảy Núi An Giang, mang đậm hương vị hồn quê dân dã. This outfit is based on mắm, one of the Bảy Núi, An Giang's well-known delicacies. National ingredients like fish and shrimp are converted into exquisite mắm by the delicate hands of women. Mắm is bold in flavor of the rustic countryside. Và xuất hiện trên sân khấu tiếp theo là thí sinh Trần Vũ Hương Trà, số báo danh 101 trong trang phục mang tên Bún Nước Lèo của Kim So Banana. Bún Nước Lèo cũng là một trong số những món ăn nổi tiếng gắn liền với nhiều người miền Tây, đặc biệt là tại Trà Vinh. Bộ trang phục mang thông điệp tích cực về việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Ladies and gentlemen, this outfit is called Bún Nước Lèo. Bún Nước Lèo, or noodle soup, is another well-known meal popular in Trà Vinh and other parts of Southwest Vietnam. The costume conveys a positive message about preserving and promoting the national culture's traditional values. Mời quý vị cùng tiếp tục đến với một trang phục mang tên Của Hồi Môn của Huỳnh Huấn qua phần trình diễn của thí sinh Trần Nguyên Minh Thư, số báo danh 116. Trao Của Hồi Môn cho con gái trong ngày cưới thay lời chúc phúc là một trong những phong tục truyền thống của người Việt Nam. Bộ trang phục được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ sắc màu, không khí của một ngày vui cùng ý nghĩa tốt đẹp trong văn hóa cưới hỏi của người Việt. Ladies and gentlemen, now comes a custom called Của Hồi Môn. One of the traditional Vietnamese customs is to bless the daughter with a dowry on her day of wedding. The colors, the joyful ambience, and positive connotations in Vietnamese wedding tradition serve as the inspiration for this wonderful custom. Và chúng ta đang được chiêm ngưỡng bộ trang phục thứ hai của Huỳnh Huấn trong đêm nay, mang tên Bạch Đằng Giang, do thí sinh Nguyễn Thị Thùy Vi, số báo danh 088 trình diễn. Trang phục lấy ý tưởng từ những chiến thắng đi vào lịch sử là trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, và trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 981 của Hoàng đế Lê Đại Hành phá tan quân Tống xâm lược. Ladies and gentlemen, please welcome on the stage right now is the outfit called Bạch Đằng Giang. The outfit was influenced by two historical victories, Ngô Quyền's naval victory on the Bạch Đằng River in 938 against the Nam Han army, and the Emperor Lê Đại Hành's naval victory on the same river in 981 that ended the Tang army's assault.
đông đinh. Chiếc cầu tre lắc lẻo gần khó đi. Mình ơi. Thưa quý vị, sắc liên hương là tên bộ trang phục tiếp theo được giới thiệu. Trang phục do Nguyễn Việt Hương thực hiện, được Hoa hậu Việt Nam 2018, top 5 Hoa hậu Nhật Ái Thế giới 2018, Trần Tiểu Vy trình diễn. Lấy cảm hứng từ hoa sen vàng, biểu tượng của sự may mắn, bình an, niềm tin, tích cực. Ladies and gentlemen, striding on the stage right now is this costume called Sắc Liên Hương. Took the inspiration from the golden lotus, which is a symbol of luck, tranquility, and optimistic belief. Xin mời quý vị hãy cùng nhìn ngắm lại một lần nữa những trang phục văn hóa dân tộc tới từ team Mentor Brian Võ, được trình diễn bởi các thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Miss Grand Việt Nam 2022 và Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Nếu cảm thấy quá ấn tượng thì một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật to và thật dài để ủng hộ cho team của Mentor Brian Võ được không ạ? Vâng, phải nói là những bộ trang phục văn hóa dân tộc đã rất là ấn tượng rồi. Và qua cái phần trình diễn của các thí sinh của Miss Grand Việt Nam 2022 cộng hưởng lại với nhau đã tạo ra một màn trình diễn quá tuyệt vời và quá ấn tượng đúng không quý vị? Vâng, xin được cảm ơn Mentor Brian Võ, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và các bạn thí sinh cũng như là các nhà thiết kế đã đem tới cho chúng ta một phần trình diễn vô cùng mãn nhãn. Và kính thưa quý vị, liên tục chương trình ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục bùng nổ với phần trình diễn văn hóa, trang phục văn hóa dân tộc đến từ team của Mentor. Vâng, thành công! Đội huấn luyện viên Vâng thành công! Vâng thưa quý vị, vô cùng ấn tượng trên sân khấu ngay lúc này chính là bộ trang phục đầu tiên tới từ team Mentor Văn Thành Công. Chúng ta đã được nhìn ngắm bộ trang phục tới từ Lê Hoàng Nam với tên gọi Phụng Hoàng do thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai số báo danh 117 trình diễn. Với ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh tao, quyền lực của loài chim Phượng Hoàng, một trong tứ linh theo văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Phụng Hoàng. Inspired by the Phoenix, one of the four supernatural creators in Vietnamese culture. For its ethereal and mighty beauty, the costume conveys the message about rebirth, eternal, and dignified beauty. Trong trang phục mang tên Vũ Khúc Thủy Đình của Nguyễn Ngọc Tứ là thí sinh Nguyễn Thanh Trâm mang số báo danh 215. Trang phục được thực hiện nhằm tôn vinh một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống của Việt Nam, đó là múa rối nước. Ngày nay, múa rối nước vẫn tồn tại và phát triển như một nét văn hóa phi vật thể đặc sắc, có một không hai của dân tộc. Vũ Khúc Thủy Đình. The costume is made to honor one of the traditional four theater arts of Vietnam, water puppetry. Water puppetry still exists to this day and developed as a unique intangible cultural heritage of the nation. Quý vị cùng tới với trang phục văn hóa dân tộc của Trần Khải An mang tên Hoa Ban Tây Bắc, được thí sinh Mai Thị Ngọc Tâm số báo danh 419 trình diễn. Vâng thưa quý vị, hoa ban là loài hoa thường được nở vào cuối tháng 3 ở các vùng cao Tây Bắc, không chỉ là biểu tượng của một cuộc sống hạnh phúc, tình yêu, sự no ấm, tấm lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ, mà còn thể hiện sự tôn kính các vị thần linh trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Inspired by the Northwest Highlands, a home to a flower known as Ban Flower, which typically blooms at the end of March. It represents not only a good life, love, wealth, piety of children toward their parents, but it also demonstrates respect for the gods in the local spiritual and cultural tradition. Xuất hiện trong bộ trang phục mang tên Phở Quê Nhà của Nguyễn Tuấn Kiệt là thí sinh Phù Thị Phương Trang mang số báo danh 175. Phở là một trong những món ăn nổi tiếng, đại diện tiêu biểu cho nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một món ăn, phở còn gắn liền với hình ảnh và hương vị của quê nhà, khiến cho bất cứ người Việt Nam nào khi đi xa cũng phải lưu luyến nhớ về. The costume called Phở Quê Nhà, one of the well-known meals representing traditional Vietnamese cuisine, is Phở. Phở is more than simply a food. It also conjures up memories and the flavor of home, making it reminiscent for Vietnamese travelers. Trang pháo tay cho bộ trang phục tiếp theo mang tên Chợ Nổi của Nguyễn Song Huy, được thí sinh Phạm Thị Phương Trình số báo danh 462 trình diễn. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ văn hóa Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ, một hình thức họp chợ trên sông độc đáo và thú vị, gắn liền với đời sống giao thương của bà con tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Chợ Nổi. Inspired by the Cái Răng floating market in Cần Thơ province, a distinctive and fascinating sort of riverside market connected to the daily lives
and trading of people in the Vietnam's Mekong Delta. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết, số báo danh 378 trong bộ trang phục mang tên Cua Cà Mau của Lê Hảo Vĩ. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ loài cua biển sinh sống dưới những tán rừng nước ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam, một trong những nguồn sản vật quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Cua Cà Mau. The costume is inspired by the sea crabs that live under the mangroves of Cà Mau province in Vietnam. One of the precious resources that nature had bestowed on this land. Sự xuất hiện của bộ trang phục của Trần Quang Khải mang tên Mộng Phù Sa do thí sinh Đặng Thị Tứ mang số báo danh 556 trình diễn. Phù sa không chỉ là vật liệu bồi đắp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long thêm rộng lớn mà còn là nguồn dinh dưỡng quý giá cho đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi. Mộng Phù Sa truyền tải đi thông điệp về ước mộng, ấm no, hạnh phúc của người dân Việt Nam. Phù sa. Alluvium is more than just an accretion material for the Mekong Delta. It's an important source of nutrients for trees and rich soils. The design Mộng Phù Sa expresses the aspiration for happiness and prosperity among the Vietnamese people. Trang phục vạn súng hồng của Trần Quốc Thuận được thí sinh Đỗ Trần Tuệ Anh, số báo danh 400 trình diễn. Thiết kế được lấy ý tưởng từ tác phẩm Hái Hoa Súng của tác giả Khánh Phan. Bức ảnh chụp cảnh thu hoạch hoa súng ma trên dòng Mekong tại Mộc Hóa, Long An. Thu hoạch hoa súng ma cũng là một trong những công việc gắn bó lâu đời với người dân Mộc Hóa. The artwork Harvesting Water Lily by photographer Khánh Phan was the inspiration for this design. It depicts the harvesting of God's water lilies at Mộc Hóa, Long An on the Mekong River. One of the long-standing jobs with the resident of Mộc Hóa is harvesting God's water lilies. Thí sinh Nguyễn Thị Kiều My, số báo danh 010, trong trang phục được lấy cảm hứng từ hai vị nữ anh hùng dân tộc Việt Nam, Trương Trắc và Trương Nhị. Trang phục được mang tên Bà Trưng do Nguyễn Văn Long thực hiện, biểu trưng cho vẻ đẹp nữ quyền mạnh mẽ, đáng tự hào của người phụ nữ Việt Nam đã đi vào huyền thoại của dân tộc.
The outfit modeled after Trưng Trắc and Trưng Nhị, two Vietnamese national heroines. The Batun costume, created by Nguyễn Văn Long, represents the strong, feminized beauty of Vietnamese women who have made history for our country. Và bây giờ chúng ta đang đến với Rồng Rầm Tây Ninh, trang phục văn hóa dân tộc của Phan Trần Duy Hoàng qua phần trình diễn của Miss Grand Vietnam 2019, top 10 Miss Grand International 2019, Nguyễn Hà Kiều Loan. Thiết kế được lấy cảm hứng từ nghi thức múa rồng nhang vào rằm tháng 8 âm lịch hàng năm tại Tây Ninh. Đây được xem là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng truyền thống của người dân địa phương mỗi dịp Trung Thu về. Ladies and gentlemen, Rồng Rầm Tây Ninh. The design was inspired by the Tây Ninh custom of incense dragon dancing during the Mid-Autumn Festival. This is one of the most unique features of the locals every Mid-Autumn Festival in connection with their spiritual life. Và mời quý vị một lần nữa hãy cùng nhìn ngắm lại những trang phục văn hóa dân tộc đến từ team mentor Văn Thành Công, được trình diễn bởi các thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Miss Grand Vietnam 2022 và Á hậu Kiều Loan. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại những bộ trang phục văn hóa dân tộc đến từ team của mentor Văn Thành Công và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta được không ạ? Trang phục cũng rất là ấn tượng đúng không quý vị? Xin được cảm ơn mentor Văn Thành Công, Á hậu Kiều Loan, các nhà thiết kế và các bạn thí sinh đã tham gia trình diễn các bộ trang phục văn hóa dân tộc vô cùng độc đáo. Và ngay bây giờ không phải để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của team mentor Nguyễn Minh Tuấn. Đội huấn luyện viên Nguyễn Minh Tuấn. Sẽ bước trên sân khấu lúc này chính là trang phục đầu tiên đến từ team của mentor Nguyễn Minh Tuấn. Walking on the stage right now is the first design performed by mentor Nguyễn Minh Tuấn's team. Trang phục văn hóa dân tộc mang tên Đoạn Trường Vinh Hoa của Lương Vĩ Bằng được thí sinh Chu Lê Vi Anh số báo danh 111 trình diễn. Lấy ý tưởng từ sắc màu, họa tiết trong trang phục và cảm xúc trên chặng đường làm nghề đầy thăng trầm của người nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng. Một loại hình biểu diễn sân khấu kết hợp những nghệ thuật cải lương và các tuồng tích cổ. Ladies and gentlemen, inspired by the colors and the motifs on the performing clothes and the work journey through ups and downs of Hồ Quang, a type of theatrical production that mixes fairy tales and the cajolas, a very popular Vietnamese traditional music. Thank you.
Quý vị đang chiêm ngưỡng bộ trang phục được lấy cảm hứng từ làng nghề đan lưới ở đồng bằng sông Cửu Long mang tên Ống Ánh của Nguyễn Tấn Anh Huy, được thí sinh Vũ Thị Thảo Ly số báo danh 340 trình diễn. Kết hợp với phong dáng áo bà ba và họa tiết khăn rằn, những nét đặc trưng trong văn hóa trang phục của người dân Nam Bộ. Ladies and gentlemen, this design is inspired by the image of a net knitting craft village in Mekong Delta. With a combination between Baba style and banana pattern, both of which are Southern Vietnamese typical features of custom culture. Chúng ta đang đến với bộ trang phục tiếp theo mang tên Trúc Vân của Võ Văn Còn, do thí sinh Hoàng Thị Mai Thảo số báo danh 569 trình diễn. Một sáng tạo được lấy cảm hứng từ nghề mây tre đan truyền thống của Việt Nam. Với việc đưa sản phẩm mây tre đan vào trang phục, Võ Văn Còn cũng mong muốn truyền tải thông điệp về thời trang bền vững, thân thiện với môi trường đến công chúng. The inspiration for this costume is taken from Vietnamese traditional rattan handicrafts. Using rattan product as the material for his design, Võ Văn Còn wants to widespread the message of sustainable and eco-friendly fashion to the public. Mời quý vị cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu bộ trang phục mang tên Sắc Màu ED của Trần Lê Đức Việt, trình diễn bởi thí sinh Nguyễn Tiểu Hồng, số báo danh 123. Người ED là một trong 54 dân tộc hiện sinh sống tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu kho tàng văn hóa truyền khẩu đồ sộ, người ED còn có trang phục dân tộc mang sắc màu và đặc trưng riêng. Ladies and gentlemen, you are now enjoying the custom called Sắc Màu ED. ED ethnicity is one of the 54 ethnicities in Vietnam. ED ethnic people do not only possess an enormous orally passed culture, but also hold a collection of unique and exotic traditional customs. Đến sân khấu lúc này là trang phục mang tên Nữ Tướng của Nguyễn Minh Thông, trình diễn qua sự thể hiện của thí sinh Võ Thị Thương, số báo danh 490. Bộ trang phục được cảm tác từ chính vẻ đẹp và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam, vốn luôn gắn với hình ảnh dịu dàng. Nhưng khi đối diện với khó khăn và thử thách, thì họ có thể biến thành những chiến binh và không dễ dàng bỏ cuộc. Ladies and gentlemen, this costume is named Nữ Tướng. This costume is inspired by the beauty and the power of Vietnamese women. Vietnamese women are known to be delicate, but when faced with difficulties and challenges, they can turn into warriors and don't give up easily. Thank you.
Giải bước trên sân khấu lúc này là thí sinh Nguyễn Thị Diễm Trần, số báo danh 311, đang trình diễn trang phục đến từ Lê Minh Nhật mang tên Vị Biển Khơi. Vị Biển Khơi được sáng tác dựa trên nghề làm nước mắm truyền thống của Việt Nam, một trong những gia vị không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Việt. Cùng với sắc màu biển khơi và chiếc áo bà ba dịu dàng của Tây Nam Bộ. The custom is called Vị Biển Khơi. The custom is made to tell the story of Vietnamese traditional fish sauce, one of the indispensable tastes in Vietnamese cuisine. Also, this creation brings the color of deep blue sea and the ba ba shirt, a typical piece of clothing for every woman in the southwestern part of the country. Hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, số báo danh 362, đang trình diễn trang phục mang tên Nhã Nhạc Phùng Cát của Đoàn Phúc Thiện. Nhã Nhạc Phùng Cát được lấy cảm hứng từ nhã nhạc cung đình Huế, di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại được UNESCO ghi danh. Bộ trang phục giúp chúng ta hình dung được vẻ đẹp đến từ những di sản quý giá của Việt Nam. The costume is called Nhã Nhạc Phục Cát, inspired by the Huế royal refined music, an orally passed and intangible heritage recognized by UNESCO. This costume represents the beauty of all Vietnamese precious legacies. Trong trang phục mang tên Bài Chòi Phố Hội của Nguyễn Trung Thành lúc này là thí sinh Bùi Lý Thiên Hương, số báo danh 208. Lấy ý tưởng từ bài chòi, một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ladies and gentlemen, please give it up to Bài Chòi Phố Hội. Inspired by Bài Chòi, a traditional performing art in the central region of Vietnam, and was recognized as an intangible heritage of humanity. Và bây giờ mời quý vị cùng nhìn ngắm bộ trang phục mang tên Cá Chép Hóa Rồng của Nguyễn Ngọc Thủy Tiên do đương kim Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương trình diễn. Dựa trên hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng trở thành biểu tượng của sức mạnh và quyền uy, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên đã sáng tạo nên bộ trang phục mang thông điệp về sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực không ngừng để đạt được thành công. Ladies and gentlemen, Cá Chép Hóa Rồng, based on the story of a cock swimming upstream and then transforming into a dragon, which symbolizes this power and the might. This custom is created to send the message of persistence, patience and endless effort towards success.
Mời quý vị cùng nhìn ngắm một lần nữa những trang phục văn hóa dân tộc đến từ team mentor Nguyễn Minh Tuấn, được trình diễn bởi các thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Miss Grand Việt Nam 2022 và Hoa hậu Mai Phương. Quý vị ơi, một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta được không ạ? Vâng, phải nói là cứ mỗi một phần trình diễn của các team đến từ các mentor thì chúng ta lại có những bất ngờ tiếp đến từ những cái ý tưởng sáng tạo phải nói là cực kỳ tuyệt vời của các thí sinh nhà thiết kế trong phần thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc và National Costume ngày hôm nay, đúng không quý vị? Không biết là Lưu Thùy Linh ở trong cánh gà chiêm ngưỡng những bộ trang phục thì cảm xúc như thế nào ạ? Thực sự phải chia sẻ thực sự với anh Vũ là trong cánh gà thì Linh cảm thấy là mỗi bộ trang phục bước ra thì đều khiến Linh nổi da gà, bởi vì quá đẹp, quá độc đáo, mang quá nhiều bản sắc dân tộc của Việt Nam. Vâng, và kính thưa quý vị, một lần nữa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại những bộ trang phục văn hóa dân tộc đến từ team của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa được thưởng thức 5 phần trình diễn trang phục văn hóa dân tộc đến từ 5 team của 5 mentor. Như vậy là chúng ta chỉ còn một mentor cuối cùng thôi ạ. Chắc hẳn là tới giây phút này thì quý vị khán giả cũng đã đoán ra cái tên cuối cùng là ai rồi, đúng không ạ? Xin được chào đón phần trình diễn tới từ team mentor Nguyễn Minh Cường. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Cường. Vô cùng lộng lẫy trên sân khấu lúc này là trang phục đầu tiên đến từ team của mentor Nguyễn Minh Công. Trang phục của Lương Đức Minh mang tên Gấm Hòa, được trình diễn bởi Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015, Top 8 Hoa Hậu Trái Đất 2016, Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Gấm Hoa được lấy ý tưởng từ chiếc áo Nhật Bình của triều đại nhà Nguyễn, một nét đẹp phong kiến đậm màu dân tộc. Cùng với dáng vẻ trang trọng và cổ kính, Gấm Hoa còn tôn vinh những làng nghề thủ công của người Việt Nam. Ladies and gentlemen, Gấm Hoa is inspired from the traditional Nhật Bình of the Nguyễn dynasty, a feudal gem of sheer patriotism. Appeared with a solemn and antique impression, Gấm Hoa also honors the Vietnamese handicraft villages. Mời quý vị cùng nhìn ngắm bộ trang phục đến từ Nguyễn Hùng Bảo mang tên Ngũ Hổ Pop Up, được trình diễn bởi thí sinh Đỗ Trịnh Quỳnh Như, số báo danh 548. Ngũ Hổ Pop Up ra đời nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa Việt xưa đang dần bị quên lãng thông qua dòng tranh dân gian hang trống. Trong đó, Ngũ Hổ chính là một tác phẩm tiêu biểu thể hiện các yếu tố về phong thủy, quan niệm, văn hóa và đời sống tâm linh. Ladies and gentlemen, Ngũ Hổ Pop Up. Through the Hang Trống series of artwork, it was designed to pay homage to the long forgotten aspects of Vietnamese culture. One of the usual pieces of art used to convey feng shui principles, concepts, culture, and spirituality is called Ngũ Hổ. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết thánh gióng đánh đuổi giặc ngoài xâm, Phù Đổng Xung Thiên của Bùi Hoài Duy được ra đời, đang được thí sinh Bùi Bích Diệp, số báo danh 721 trình diễn trên sân khấu của Miss Grand Việt Nam 2022 ngay lúc này. Khắc họa vẻ đẹp về một chiến binh sinh ra từ đời thường, với lòng yêu nước,
và dòng máu anh hùng luôn chảy trong huyết mạch. Inspired by the myth of Zhong fighting the invaders, Phu Đồng Xung Thiên portraying the beauty of a warrior while hiding under the skin of an ordinary person who possesses a patriotism and heroism in Vince. Chúng ta đang đến với Hủ tiếu Mỹ Tho của Phạm Mạnh Cường. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ món ăn nổi tiếng của Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trang phục do thí sinh Cao Thị Cẩm Tú, số báo danh 577 trình diễn. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều sản vật, người Mỹ Tho đã sáng tạo nên món hủ tiếu Mỹ Tho thơm ngon, chinh phục biết bao tâm hồn thực khách. Hủ tiếu Mỹ Tho, the custom based on a well-known cuisine in Mỹ Tho, Tiền Giang province. The locals are well endowed with several delicacies, and they have produced the Mỹ Tho noodle, which has won the heart of so many foodies. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay dành cho bộ trang phục mang tên Trăm Năm Hạnh Phúc của Nguyễn Minh Triết, đang được trình diễn bởi thí sinh Trần Thị Thanh Nhật, mang số báo danh 234. Lấy ý tưởng từ cổng hoa ngày cưới làm từ lá dừa nước ở những miền quê Việt Nam, một nét đẹp độc đáo, dân dã gắn liền với vùng sông nước. Based on the pandan leaf flower gates that are common in rural Vietnam on wedding days, it is a straightforward yet distinctive beauty that borders the southwestern region of the country and symbolizes the fitness and imagination of the southerners. Trên sân khấu lúc này là thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 103, trong trang phục văn hóa dân tộc của Phạm Bình Hiếu mang tên Cô Em Dao Đỏ. Được lấy cảm hứng từ trang phục cưới của người Dao Đỏ và vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống của Việt Nam, Dao Đỏ là một trong những dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. National costume, ladies and gentlemen, is called Cô Em Dao Đỏ. This costume was inspired by the Zhao ethnic group's bridal attire and the grace of traditional áo dài in Vietnam. One of the Vietnam's ethnic minorities, the Zhao is mostly found in the country's northern highlands and the midlands. Thank you.
Và bây giờ mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ trang phục đến từ Trần Quốc Dũng với cái tên mang lại rất nhiều cảm xúc. Tết. Được trình diễn bởi thí sinh Hoàng Thị Kim Chi, số báo danh 122. Tết hay Tết Nguyên Đán là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt Nam. Bộ trang phục nhằm nhắc nhớ cho mỗi người trong chúng ta về khoảng thời gian thiêng liêng, ấm áp và đông đầy cảm xúc. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Tết. This costume was inspired by Tết. Tết or Lunar New Year is one of the most important holidays in Vietnam. This attire serves as a reminder to all of us of the warm, reverent, and emotionally charged period that occurs on this holiday. Và xuất hiện trên sân khấu lúc này chính là Cá Chép Trong Trăng. Bộ trang phục của Võ Thành Đạt được thí sinh Nguyễn Thị Minh Trang, số báo danh 990 trình diễn. Nguồn cảm hứng và chất liệu chính tạo nên trang phục chính là ngày Tết Trung Thu, hình tượng những sợi mây tre dẻo dai và bền bỉ. Cùng vẻ đẹp của bức tranh dân gian hàng trống mang tên Cá Chép Trong Trăng, biểu tượng cho ý thức vươn lên, vượt mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. The design was primarily inspired by the Mid-Autumn Festival. The robust, unified, and brave character of the Vietnamese are depicted in the thin, yet enduring stance of rattan and bamboo. This clothing, together with the beauty of Cá Chép Trong Trăng artwork by Hàng Trống, represents the desire to strive despite all adversity in life. Và sải bước lúc này là Á hậu 2, Hoa hậu Việt Nam 2016, Miss International Việt Nam 2017, Huỳnh Thị Thùy Dung, trong trang phục mang tên Mùa Nước Lên của Hoàng Khương. Mùa nước lên chính là mùa nước nổi miền Tây, mùa của phù sa trĩu nặng dòng nước, mang theo nguồn cá tôm dồi dào, cùng niềm vui của người nông dân với món quà thiên nhiên ban tặng. Trang phục nhằm khắc họa và ngợi ca tính cách của con người miền Tây, chịu thương, chịu khó, dám đương đầu với nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Ladies and gentlemen, the term Mùa Nước Lên refers to Vietnam's Western high water season. The residents are delighted by the abundance of aquatic life that develops when there's a surplus of alluvium. The outfit depicts and praises the characteristics of Vietnamese Western people: resilience, boldness, and ambition. Hoàng Ân lên ý tưởng và thực hiện đại diện cho tinh thần yêu thể thao, hâm mộ bóng đá nồng nhiệt của người Việt Nam. Bóng đá không chỉ là một bộ môn được mệnh danh là môn thể thao vua, mà còn là sợi dây gắn kết hàng triệu trái tim của một lòng hướng về màu cờ sắc áo. Ladies and gentlemen, this outfit is made to symbolize Vietnamese passion for sports and unending adoration for soccer.
Also, the king's sport, soccer, serves as a link that unites the hearts of millions of Vietnamese people. Dẫn của Lương Thùy Linh, MC Thiên Vũ đâu rồi ạ? Anh đây Lương Thùy Linh ơi, anh đang ở phía dưới này, đang đứng bên cạnh các ban giám khảo khách mời của chúng ta. Và kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Thiên Vũ đây chính là tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam, bà Trần Nguyễn Thiên Hương. Dạ vâng ạ, với cương vị là một ban giám khảo khách mời đến với vòng thi National Costume trang phục văn hóa dân tộc ngày hôm nay, thì không biết là bà Trần Nguyễn Thiên Hương nhận định như thế nào với những phần trình diễn, những trang phục văn hóa dân tộc mà các bạn trẻ đã mang đến trong vòng thi này ạ? Xin chào Thiên Vũ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang có mặt trong khán đài ngày hôm nay. Nãy giờ thì tất cả chúng ta đều đã được trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời, phải không? Có những lúc chúng ta chìm xuống với những cái lời ru, lời hát của mẹ. Có những lúc thì chúng ta lại trào lên hào hùng, đặc biệt là với cái phần trình diễn cuối cùng của chế Nguyễn Kình Châu với cái những lá cờ của Việt Nam xuất sắc. Và vì thế có thể nói rằng là xin cảm ơn tất cả các nhà thiết kế và các thí sinh ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta một bữa tiệc mãn nhãn với trang phục, với những cảm xúc về văn hóa dân tộc. Nhưng mà quay trở lại đối với lại phần trình diễn về thời trang thì cũng xin cho tôi được nói một đôi điều nhỏ về nhận xét ngày hôm nay. Tất cả những bộ trang phục ở đây đều được đầu tư hết sức là chu đáo, cẩn thận và đều lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, về chất thời trang thì tôi chưa nhìn thấy nhiều. Mặc dù cũng có một số bộ thì cũng có lấy cảm hứng từ những trang phục truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, khi đã nói đến thời trang thì việc đầu tiên nó phải tôn được cá tính của người mặc. Và nãy giờ chỉ có một số bộ xuất sắc nhất có khả năng cho thấy cá tính của cô gái đẹp ở đằng sau bộ trang phục đó. Còn đa số các bộ trang phục đều làm cho các cô gái bị biến mất sau những nét văn hóa truyền thống. Và vì thế chúng ta nhìn thấy những sắc màu sặc sỡ, chúng ta nhìn thấy nào cua, nào bún, nào mắm, làm chúng tôi cũng rất là đói bụng. Nhưng mà rất tiếc là chỉ có một số bộ thực sự là cho thấy được cái đẹp của người mặc mà thôi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những nhận xét của bà Thiên Hương. Còn bây giờ thì Thiên Vũ xin được hỏi nhà thiết kế Đức Hùng ạ, không biết là anh có ấn tượng với trang phục thiết kế nào không, hay là team mentor của mentor nào không ạ? Vâng, trước khi trả lời chắc là tôi phải nói một cái câu thế này. Khi bắt đầu đến đây đấy, ở trong cánh gà đấy, bà Phạm Kim Dung có nói với tôi một câu là chắc chắn hôm nay anh sẽ thấy rất là thú vị. Quả thật đó là như vậy, nó trên cả thú vị. Tôi quá choáng ngợp. Các nhà thiết kế, các thí sinh và các đội đã đưa chúng ta đến nhiều những câu chuyện khác nhau, dẫn dắt chúng ta đã đến những cái danh lam thắng cảnh đẹp nhất của Việt Nam, trải dài hình chữ S. Ở đó các bạn kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện, mà ngôn ngữ kể các bạn chính là thời trang, chính là sáng tạo.
Mà với tôi ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng sáng tạo là vô biên và nó không còn biên giới nữa. Ngồi đây tôi cảm thấy rằng tôi quá nhỏ bé so với sáng tạo của các bạn trẻ. Chắc tôi phải đứng lên để tôi cảm ơn các bạn, các nhà thiết kế, các người mẫu. Các bạn ở đâu ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều, các em rất nhiều. Và tôi nghĩ là thời trang Việt Nam đang sẽ và bắt đầu một chặng đường mới, một tương lai mới với những sáng tạo vô biên của các bạn trẻ bây giờ. Nói thì rất nhiều, chắc là tôi chỉ nói ngắn gọn lại một lần nữa. Tôi may mắn được ngồi đây, được sen vàng cho có cơ hội ngồi đây và cho thêm cơ hội được nói những cái tâm tư tình cảm của chính mình với những cảm xúc sáng tạo. Với những bộ trang phục ngày hôm nay, tôi thấy rằng rất rất nhiều những cái câu chuyện về văn hóa và đặc biệt những câu chuyện về lịch sử. Khi mà hình tượng của Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của Việt Nam xuất hiện, lúc đấy hoàn toàn tôi bị choáng ngợp. Tôi không thể tưởng tượng các bạn trẻ đã làm những cái điều nó quá kỳ diệu. Một lần nữa tôi chúc một chương trình thành công và chắc chắn hôm nay sẽ mang lại rất nhiều ấn tượng cho tất cả chúng ta và riêng tôi. Xin được cảm ơn những lời nhận xét rất là tích cực đến từ nhà thiết kế Đức Hùng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với một thành viên của ban giám khảo khách mời nữa quý vị nhé. Xin giới thiệu đến quý vị, đó là nhà sáng lập thương hiệu Linh Luxury, bà Lê Trúc Linh ạ. Dạ, không biết là sau khi được thưởng thức những phần trình diễn các trang phục văn hóa dân tộc ở trên sân khấu thì cảm xúc của bà Linh như thế nào ạ? Dạ em chào anh, em chào các khán giả có ở cho mặt trong cái sân vận động và các khán giả đang coi live stream. Thì thật sự khi mà coi xong cái phần thi của các bạn thì cảm xúc em rất là lâng lâng. Và không nghĩ mấy bạn còn nhỏ mà có những ý tưởng và cho ra những bộ đồ quá xuất sắc, quá đẹp. Những bộ đồ quá là chỉnh chu. Em rất là khâm phục với các bạn, bởi vì trong một cái thời gian ngắn và cái chi phí nó cũng ít ỏi, nhưng mà mấy bạn cho ra những bộ đồ quá tuyệt vời. Em rất là khâm phục các bạn. Và xin chúc các bạn có một cái phần thi vô cùng tốt đẹp. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của bà Lê Trúc Linh rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Và ngồi ở hàng ghế dành dự chúng ta có một nhân vật nhận được rất nhiều sự chú ý của các fan hâm mộ sắc đẹp của Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe những lời chia sẻ về cảm xúc của Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngay bây giờ. Xin mời Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Thật sự thì nãy giờ cảm xúc của Tiên khi mà Tiên ngồi dưới đây để xem phần trình diễn của tất cả các bạn thì chỉ có một cái cảm xúc là tự hào. Tự hào vì mình là người trẻ của Việt Nam. Cái sức trẻ Việt Nam chúng ta kỳ diệu quá đi. Thật sự luôn, Tiên không tin nổi có những bạn, nãy có một bạn nhà thiết kế bước lên mà bạn nó nhỏ xíu con à. Và bạn làm một cái bộ đồ quá xuất sắc, quá sáng tạo. Tiên nghĩ rằng ngày hôm nay là thật sự là rất khó cho ban giám khảo để có thể chọn ra các bộ đồ, tại vì những cái trang phục các bạn làm là các bạn chất chứa nước mắt, mồ hôi, công sức và mọi điều, nói chung là một cái khoảng thời gian rất là dài để các bạn làm những cái bộ trang phục này. Tiên thấy những giọt nước mắt ở trên sân khấu đó. Tiên chỉ muốn thật sự là phải đứng lên để gửi lời tri ân đến tất cả những nhà thiết kế, các bạn nhà thiết kế cũng như là các mentor. Chúng ta đã có một đêm rất tuyệt vời đúng không ạ? Xin được cảm ơn Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là những lời động viên và tiếp thêm rất nhiều những sức mạnh cho các nhà thiết kế trẻ của chúng ta cũng như là các bạn thí sinh của Miss Grand Việt Nam 2022 đúng không ạ? Xin được cảm ơn Nguyễn Thúc Thùy Tiên rất là nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay bây giờ để tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Con Cháu Vua Hùng Toàn Cầu, sáng tác Trần Văn Mười, doanh nhân, kỷ lục gia và là một người con của vùng đất Thanh Hóa, được trình bày qua giọng ca của ca sĩ Đông Hùng và Thùy Dương.
cháu vua Hùng ca. Đi làm giúp nước khắp phương xa, trên trời có bóng chị Hằng Nga. Trăng cao soi bóng khắp quê nhà. Băng qua bao núi sơn Hùng ca, yên bay bay mãi bay cao xa. Đem bao tấn ngọc giúp quê nhà. Năm nay đất nước khai hoàn ca. Lòng thiết tha chú toàn phép nước sâm ngọc ca. Quê hương đất nước vui mọi nhà. Phật hoàng ánh sáng vàng tỏa ra, quy hoàng con cháu bao công cha. Đại dịch cẩn thận rồi sẽ qua. Trần năm châu khắp mọi nhà, phú tổ Việt Nam của chúng ta. Chỉ mong con cháu giúp mọi nhà, luyện văn luyện võ chu đáo quá. Trong nhà ai dân ghi âm à, mười phương chư quân trời cao. Cảm ơn ca sĩ Đông Hùng.
ca sĩ Thùy Dung, vũ đoàn Sắc Màu, 50 thí sinh Miss Grand Việt Nam 2022 cùng các người đẹp đã mang được cho chúng tôi một tiết mục vô cùng đặc sắc. Và quý vị thân mến, đêm thi trang phục văn hóa dân tộc National Costume Show Miss Grand Việt Nam 2022 xin được khép lại tại đây. Một lần nữa chúng tôi rất hy vọng tất cả quý vị khán giả đã có một đêm thưởng thức nghệ thuật, văn hóa và thời trang thật ý nghĩa. Vâng thưa quý vị, và nếu như quý vị có yêu thích bất kỳ bộ trang phục văn hóa dân tộc nào đã được trình diễn trong đêm hôm nay, hãy truy cập vào fanpage chính thức của Miss Grand Việt Nam và like và share. Nhà thiết kế có bộ trang phục văn hóa dân tộc được like và share nhiều nhất sẽ có cơ hội chiến thắng giải People's Choice cùng với giải thưởng lên tới 10 triệu đồng với chính sự ủng hộ từ quý vị. Cuộc bình chọn sẽ được mở vào đêm nay, ngay sau đêm nay, và kết quả sẽ được công bố vào đêm chung kết của cuộc thi. Kính thưa quý vị, bên cạnh các giải thưởng về trang phục văn hóa dân tộc thì còn một giải thưởng nữa dành cho các thí sinh Miss Grand Việt Nam mà kết quả cũng được quyết định bởi chính quý vị khán giả, đó là người đẹp được yêu thích nhất. Cô gái chiến thắng danh hiệu này sẽ được đặt cách lọt thẳng vào top 10 của Miss Grand Việt Nam 2022. Và kính thưa quý vị, cổng bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10 sắp tới. Nên quý vị hãy nhanh chóng vào website missgrandvietnam.people.vn để thao tác bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Và vâng thưa quý vị, cách thức bình chọn cũng vô cùng đơn giản. Sau khi truy cập vào website missgrandvietnam.people.vn, tại phần danh sách thí sinh, quý vị hãy click vào bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích. Chọn gói bình chọn mà quý vị muốn dành cho thí sinh của mình, tiến hành thanh toán qua hệ thống Momo. Sau khi bình chọn thành công, hệ thống Bvote sẽ lưu trữ kết quả bình chọn của quý vị. Và kết quả bình chọn chung cuộc, người đẹp được yêu thích nhất sẽ được công bố vào đêm chung kết của Miss Grand Việt Nam 2022. Hẹn gặp lại quý vị tại đêm chung khảo Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng tại sân khấu của nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.